shit regardless. Trong bài học trước chúng ta đã làm được bạc xỉu nóng. Thế còn dạng đá thì sao? Bài học ngày hôm nay, bạc xỉu đá. Không những thế, bài học ngày hôm nay còn chỉ ra được điểm mạnh, điểm nổi bật của đồ bạc xỉu. Nhưng đừng nôn nóng vì thông tin này sẽ được bật mí vào cuối video. Người đồng sáng lập ra Pha Chế Online, và đây là nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp lãi cao. Bước 1, làm lạnh và rót nguyên liệu. Cho đá bào lên 1/3 cốc. Rót 30ml sữa đặc. Cho tiếp đá bào lên 2/3 cốc. Rót thêm 30ml sữa tươi. Hoàn thành bước 1. Bước 2, trang trí. Đầu tiên, cắm mút, cái mút dài của cốc. Tiếp theo, rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc tạo bọt. Rót vào cốc. Xong bước 2. Bước 3, phục vụ. Bạc xỉu đá phục vụ kèm một cốc nước lọc. Tổng kết công thức rút gọn của bạc xỉu đá. Bạc xỉu là đồ uống nổi lên từ lâu lắm rồi. Không chỉ về hình thức bắt mắt mà hương vị rất thu hút. Hương vị của bạc xỉu đã thu hút được đối tượng khách hàng đông đảo, cả nam lẫn nữ. Lượng khách hàng của bạc xỉu rất đông đảo. Vậy chúng ta bán với giá thế nào để đạt doanh thu cao nhất? Hãy cùng tôi xem giá cốt và giá bán của bạc xỉu. Cùng xem cách làm rút gọn của bạc xỉu đá. Bước 1, làm lạnh và rót nguyên liệu. Cho đá bào lên 1/3 cốc. Rót 30ml sữa đặc. Cho đá bào lên 2/3 cốc. Rót 30ml sữa tươi. Bước 2, trang trí. Cắm ống hút vào cốc. Cho 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc bọt. Đổ bọt cà phê vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ cùng một cốc nước lọc. Chúc mừng bạn đã có thể làm ra ly bạc xỉu đá. Nếu còn vướng mắc nào thì hãy cho tôi biết bằng cách bình luận xuống dưới. Tôi sẽ đợi bạn ở bài học tiếp theo. Đó là cà phê Sài Gòn và cà phê sữa Sài Gòn.